Tự hào là doanh nghiệp uy tín hàng đầu và có mặt từ nhiều năm nay trên thị trường về mảng chuyên nhập khẩu, lắp ráp, sản xuất và phân phối các sản phẩm gia dụng, điện gia dụng, máy lọc nước RO, thiết bị nhà bếp. Công ty cổ phần Quý Phát luôn mang đến các sản phẩm chất lượng cao, đa dạng kiểu dáng, chủng loại, đáp ứng tối đa nhu cầu và sở thích cũng như thu nhập của người tiêu dùng Việt Nam. Công ty cổ phần Quý Phát là doanh nghiệp của tỉnh Bắc Ninh, 2 năm liên tiếp đạt giải thưởng chất lượng quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng năm 2019, năm 2020. Ngày 16 tháng 11 năm 2021, thương hiệu này đã công bố đại sứ thương hiệu là người đẹp Kinh Bắc 2019, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, Nguyễn Thị Thu Phương. Trước khi nhận lời mời của công ty Quý Phát thì Thu Phương cũng đã từng có thời gian tìm hiểu và sử dụng sản phẩm của công ty. Thì mình thực sự rất là bất ngờ với những cái gì mà công ty Quý Phát có thể mang lại. Ngoài những cái bề dày về nghiên cứu đằng sau thương hiệu ra thì mình có thể cảm nhận được cái tiện ích rõ rệt qua từng ngày sử dụng nó. Và mình với cái vai trò này thì mình cũng tin chắc rằng là mình và công ty sẽ có thể đem lại những giá trị tốt đẹp qua từng sản phẩm gia dụng thông minh tới người tiêu dùng trên cả nước. Các sản phẩm của Quý Phát là sự kết hợp hoàn hảo từ kiểu dáng được thiết kế trang nhã, hiện đại và sang trọng, tinh tế đến việc đảm bảo được độ bền và phát huy tối đa tính năng của từng sản phẩm, khẳng định đẳng cấp, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng hiện đại. Hy vọng rằng với tiêu chí mang lại cuộc sống tốt hơn cho cộng đồng, Quý Phát sẽ đưa ra thị trường các sản phẩm phù hợp nhất, chất lượng cao, ưu việt nhất với đại bộ phận gia đình Việt Nam, góp phần mang lại cuộc sống an toàn, tiện nghi, hiện đại và đẳng cấp cho người dân Việt Nam.